vô á toàn là ra không à. Ngày hôm nay mà không có tiền vô là coi như là tiếng rồi, mệt lắm rồi. Thiệt. À thôi chết cha rồi. Hồi mùng 2 mình quên cúng cô hồn. Hèn gì mà không có mối mang gì tới hết trơn hết rồi. Đúng rồi. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ trời Phật, ông bà đất đai, cô hồn các đảng linh thiêng, cho con ngày hôm nay con có mối mang tới, con kiếm tiền đi để con nuôi con của vợ nhỏ. Cái gì con nói, hả? Bà làm hết hồn bà. Ông mới nói cái gì á? Nói cái gì đâu? Tôi nghe rõ ràng ông nói kiếm tiền nuôi con vợ nhỏ phải không? Trời ơi, tôi mệt bà quá. Lỗ tai bà để ở đâu á? Tôi nói là tôi kiếm tiền tôi nuôi vợ với lại con nhỏ. Con nhỏ nào? Ông đừng có lẻo lự, tôi nghe rõ ràng nghe chưa? Lẻo lự nào? Tôi nói lẻo lưỡi. Lẻo con khỉ. Tôi nói cho ông biết trước, từ bây giờ trở đi tiền bạc trong nhà này tôi nắm hết, ông không có quyền gì hết nghe chưa? Tôi nói cho bà biết nha, bà cũng vừa phải thôi nha, bà là vợ chứ không phải là má tôi. Ông nói cái gì? Hả? Nè, bây giờ bà đi vô nhà giùm tôi cái đi. Ông có đi đâu á? Bằng mấy, trời đất, con khúc kìa, bên kia đường kìa, có một cha lúa quá kìa. Bây giờ bà đi vô nha, để tôi qua bển tôi làm ăn mới được nghe chưa? Nè, vô trong nhà, mà hãy tôi thấy ổng, tôi dẫn ổng vô tới nhà là bà cho hai đứa tụi nó vô liền nghe chưa? Nhớ lời tôi dặn nghe chưa? Vô lẹ đi, người ta qua tới bây giờ, nhớ vô đi. Quá vậy ta, thành phố cũng khác. Anh hai, gì khỏe anh hai? Gì vậy trời ơi, chơi à anh em mà thứ dữ à, đừng thứ dữ nha con. Không có. Lại nói nghe, cái gì vậy anh hai? Đẹp trai quá em khoái. Ừ, vậy hả? Ừ. Bà mẹ nãy giờ làm hết hồn rồi. Nhỏ lớn giờ dưới quê không có ai khen được con này đâu. Vậy hả? Mấy chục năm rồi nghe khen mừng liền. Rảnh không? Ừ, rảnh không? Rảnh, vô nhà bốc nước uống đi. Ơi, anh hai vui vẻ không ghê có á. Tiền uống cà phê tình vui quá. Ừ. À anh hai dưới mới lên phải không? Quê nghe. Ủa gì quê anh hai? Cái gì kỳ, mới khen người ta đẹp trai giờ nói người ta ở dưới đất chui lên hả? Hay là trong ống cống ra? Bậy, anh hai hiểu lầm em rồi. Cái ý em nói á là anh hai dưới quê là dưới quê mới lên. Phải nói rõ là dưới quê phải nói rõ. Ừ. Dưới ai biết dưới nào? Đúng. Dưới quê lên. Ôi anh hai ơi, anh hai dễ thương quá anh hai ơi. Gương mặt của anh phúc hậu quá, hiền từ mà nhân đức ghê đó nha anh hai. Ồ vậy hả? Nhìn chú cũng đẹp trai lắm à. Trời ơi, tướng đồ ngon lành à, mặc đồ đẹp quá vậy. Chứ sao? Đây nè, ở dân thành phố vậy đó. Bộ đồ là bộ đồ tập thể dục thể thao buổi sáng của tôi đó anh hai. Vậy đó hả? Trời ơi, mà ở đây làm gì mà mặc đồ sáng vậy? Bán gì vậy? Đơn giản thôi. Ba có đồ nhỏ mà. Đồ nhỏ là gì? Cẩm thạch. Trời ơi, nhỏ nè. Cẩm thạch mà nhỏ hả? Trời, đừng coi thường anh. Cũng nhờ ba cái cẩm thạch mà cả nhà em nó phải nói là sung sướng. Bây giờ nó thiệt với anh nha, tiền xài không hết. Đó, cháu sao? Đây nè, chuẩn bị vài bữa nữa hai vợ chồng rảnh, thấy không? Làm gì? Bỏ nghỉ, không thèm làm nữa. Đi du lịch chơi, Singapore đồ chơi, Thái Lan đồ chơi. Đã ta. Đó. Đi đó rẻ không? Mấy dạ lúa à? Gì mấy dạ lúa anh, bây giờ tính ra thì có 210 mấy đô thôi. 210 mấy đô. Ừ. Trời ơi, là tiền nước ngoài á hả? Ừ, tốt sao anh? Mà ra tiền Việt là bao nhiêu tiền? Khoảng chừng hơn 3 triệu á. 3 triệu trời ơi. Vậy là bán chắc mấy mẫu lúa thôi á. Nặng quá, đi không nổi. Còn chuẩn bị đi châu Âu nữa nè. Ủa, đi châu Âu nữa? Đi xong về là đi châu Âu chơi. Còn nãy giờ nghe chú nói không à. Giới thiệu bán rồi có bán gì đâu, cẩm thạch đâu. Cho tôi coi. Đây nè, bây giờ nói thiệt nha. Thấy anh hai hiền. Rồi. Dễ thương. Dạ. Tự nhiên nhìn anh em có một cái cảm giác coi như là gần gũi dữ lắm. Gần gũi. Hình như kiếp trước anh em mình là anh em ruột hay sao á. Làm đó. Hết hồn. Bây giờ nè. Gũi mất nợ. Không. Giúp đỡ anh. Giúp đỡ không? Bằng cách là đưa cẩm thạch cho anh bán, anh kiếm lời để gia đình của anh càng ngày càng vươn lên. Chứ không lẽ ở dưới nghe nói anh làm ruộng cực khổ lắm hay không? Đúng rồi, cực lắm anh ơi. Cháu sao? Bữa nay vợ đưa mớ tiền lên đây mới xả cái bầy heo mồi nè. À vậy hả? Lên đây mua đồ nè, trời ơi nghe nói mừng quá. Bán cẩm thạch là lấy lời phải không? Đúng rồi. Là đi nước ngoài chơi vậy đó không? Cháu sao? Gì đó xin ra bò đồ chơi phải không? Đạo quá tự nhiên đâu. Thôi được rồi, bây giờ vậy ha. Bây giờ sẵn cho anh biết nhà luôn. Ở đâu? Mời em vô nhà cho anh coi cẩm thạch. Đó nhà em đó. Nhà em đó hả? Đó, rồi. Cái cửa xanh biển đó. À, cái nhà cao ngất trời mây đó hả? Đó nhà em đó anh. Mời đi anh hai. Trời ơi, đi trước đi, đi trước. Đi anh hai trước đi. Không, anh hai đi trước. Anh hai đi trước. Đó. Anh hai đi trước. Tự nhiên có thằng nào ngu giúp mình. Chết mày rồi, vô mặt tao rồi.
Anh hai. Đây đây đây, mời 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 anh vô đó nhà em nè. Phải không? Đúng rồi, anh lo cái gì, sợ sợ cái gì nữa, bước vô này. Nè, vô vô vô. Lạ phải không? Ngồi 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 ngồi. Hai ngồi đi. Nhà em thoải mái, không có gì gọi là khó khăn hết. Đơn giản ha. Uống nước anh hai ơi. Nhà sang quá. Dạ, cũng nhờ làm ăn ba cái đó đó thôi anh ơi. Nhà uống nước anh hai. Trời ơi, con mình ở chi rộng dữ rồi. Trời ơi, còn nhỏ à, còn một miếng đất bự lắm. Vậy hả? Nhà mà chưa xây thôi. Tưởng còn dư tôi năm lần cái nhà này nè. Tưởng nhà còn dư tôi kéo gia đình dòng họ lên ở cho vui. Anh hai vui tánh quá, giỡn rồi. Thôi bây giờ anh hai ngồi đây nha. Uống nước. Rồi. Em lên trên em lấy cẩm thạch xuống cho anh hai coi. Vậy hả? Cứ ngồi nha. Cẩm thạch cất trên núi à. Trời bậy trên núi trên lầu nè. Ngồi đây nha. Rồi. Bà mẹ nhà đẹp thấy ớn luôn phải không? Coi không khó khăn, thưởng thức cái nhà vô cực. Thành Thành ơi! 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 Ôi trời! Trời ơi! Ở đâu mà kêu thấy bà vậy cha nội? Trời ơi! Đi lấy hàng cho khách coi nè. À anh hai đây là cũng khách không đó, khách không mua hàng. Chào anh. Chào chào. Mấy anh bán được không anh? Rồi hai anh chịu khỏe không? Ủa mà tới đây có chuyện gì không? Trời ơi! Tôi lấy cái anh á. Tôi thấy mấy cái chiếc chồng của anh đó. Trời ơi, đem đẹp về chỗ tôi hả, bán hả, đắt hết biết luôn vậy đó. Mà người ta ha, mới đầu nó còn sần ha, ta đeo vô ha, ta chùi sơ sơ. Trời ơi, nó bóng mà nó lên nước, đẹp thiệt đẹp luôn vậy đó. Trời ơi, hàng tốt mà ta mới bán. Bởi vậy tôi mới tin tưởng anh. Hàng xấu ai mà bán làm chứ cái sao? Gì? Bây giờ nói vậy nè, bữa nay tôi lên á, tôi lấy thêm đó. Anh đưa tôi khoảng chừng 7 chiếc đi. 7 chiếc? Dạ. Chà, hàng bữa nay nó hút đó nha. Trời ơi, mà có không? Có thì có rồi đó, nhưng mà không lẽ nếu mà lên giá thì nó kỳ quá. Giá bao thôi nhiêu? Tôi cũng cố gắng để cho anh chị. Đây. Lấy bao nhiêu? Đưa tôi 7 chiếc đi. 7 chiếc không đủ rồi. Chỉ còn 6 thôi. Trời ơi, rồi làm sao bây giờ đấy? Không có đủ nè. 6 thôi, 6 thôi. Đó. Giá bao nhiêu vậy? Cũng giá cũ thôi chứ giờ không lẽ lên. Bớt tôi vài xị đi ông ơi. Còn kiếm lời nữa chứ. Vài xị sao được? Giá là bao nhiêu? Thì như cũ thôi, thấy không? Cứ mỗi một vòng như vậy là 8 xị. Mà 6 vòng là 4 chai 8. Dữ vậy? Bớt tôi vài xị đi ông ơi. Trời ơi. Kiếm lời nữa. Lời cái gì không biết nữa, bán giá gốc rồi mà. Trả tiền đi anh. Đây bán cẩm thạch không có tính tiền, tính bằng bia không à. Đổi chai với xị không à. Không phải, anh hai không có hiểu. Ở đây xị á, một xị là 100. Còn một chai là 1 triệu. Trời ơi, đại triệu. Đủ chưa, đủ chưa. Rồi, đủ đây. Đây, tiền đây, anh đếm ra đi. Thôi đếm làm gì cũng trời ơi, làm ăn mà cái gì ra cái đó. Anh đếm cái đi cho tôi yên tâm. Thôi, không lẽ anh ăn gian tôi 1-2 xị rồi tôi ăn gian anh 1-2 xị hay sao? Mình làm ăn uy tín rồi. Tin tưởng nhà không? Chưa sao. Ê, nói nghe nè. Sao? Tuần sau tôi lên anh kiếm cho tôi 10 chiếc. 10 chiếc hả? Có chứ. Nha. Được 10 chiếc nha. Tuần sau tôi lên. Thôi đi nha. Đi anh. Đi nha anh. Bao nhiêu đây á? Chứ sang tay là kiếm được mấy triệu đó. Đi. Rồi thôi về ha. Bye bye. Này. Hả? Thấy chưa? Thấy em làm ăn chưa? Nhanh gọn. Tại vì sao? Mình có uy tín mà anh ấy. Hay quá, hay quá. Thôi giờ thấy chú em mày buôn bán cũng mau mắn quá. Giờ còn mấy chiếc để tôi được không? Đây, khoan từ từ, anh cứ coi đi. Nè, anh hai coi đi. Coi kỹ đi, rồi hãy nói chuyện. Đẹp quá ha. Đẹp chứ sao không đẹp anh? Bóng ghê á. Mà cái này nhiêu cái vậy? Thì hồi nãy anh nghe rồi đó. Nhiêu? 8 xị một vòng. 8 xị hả? Ừ. Rẻ vậy? Thấy ngoài cửa hàng nó bán mấy triệu một cái, ở đây không có mấy xị à. Giả hả? Giả hả? Đồ giả anh hai ơi, anh không có hiểu rồi hả? Không phải là đồ giả chứ sao? Tại vì ngoài kia đó là người ta tính tiền mặt bằng không? Rồi tiền thuế, tiền má, rồi tiền mướn người đứng bán, nó đủ thứ tiền hết. Còn ở đây là em bán giá gốc Vậy hả? Giá em là giá gốc. Anh coi có được không? Thôi vậy nè, nếu... cầm xem đi. Rồi coi rồi, đẹp rồi đó. Giờ nếu mà không ấy, để cho tôi mấy cái đi. 5 cái 5 vòng phải không? 5 cái 5 để cái. Em coi còn đủ hay không nha. 1. Ôi cha, thấy không, còn y chang đúng 5 vòng luôn. Thấy vậy? Đúng chứ sao. Đây, em quá. Cột thun lại cho anh luôn. Rồi rồi. Đây. Coi như đây. 5 vòng. 5 vòng. 1 vòng là 8 xị. 8 xị đúng rồi anh ơi. 5 vòng là 3 chai. Đúng. 5 vòng là 3 chai đúng không? Gì? Hả?
5 vòng là 4 chai. À 4 chai hả? Ừ. Thôi còn nhiêu đưa luôn đi. Đó. Khỏi đếm. Đó. Hay mà đâu cần. Không phải coi lại cho đàng hoàng. Thôi nãy sau kia anh không coi, đây anh coi. Hồi nãy kia anh không coi mà. Cái kia là thân quá rồi, anh mới gặp mà. Cái ủa sao có 3 chai 7 hả anh? Còn nhiêu đó, thêm được xị nào nó chết liền luôn. Sao được anh ơi, trời em bán anh là bán giá gốc rồi. Thông cảm không đi. Có bớt anh được nữa đi, đâu. Rồi thông cảm đi, mới xả bầy heo mọi được nhiêu đây à. Còn đồng nào chết liền luôn, mà mò đi, tự nhiên. Trời, không lẽ mò túi anh. Khám xét đi nè. Thôi, được rồi. Bây giờ coi như là quá thương anh. Phải không? À. Ừ, giúp đỡ nha. Như là gặp anh được có một cái tình cảm gì đó nó dạt dào lắm anh ơi. Ừ. Thấm thiết lắm. Thôi coi cho giúp đỡ anh ha. Rồi giúp đỡ ha. Rồi cảm ơn nhiều. 3 tháng sau thôi. 3 tháng sau sao? Ơi ừ, anh bán nó lên nước, anh đeo lên nước nó có giá lắm anh ơi. Ủa vậy hả? Ừ chứ sao. Đeo lên nước bán có lời phải không? Chứ sao, đeo lên nước bán có lời lắm. Bán mấy triệu một cái luôn. 3-4 triệu một chiếc luôn. Vậy là tự nhiên có lời được mười mấy hàng triệu vậy hả? Chứ sao. Ôi, đã quá. Cảm ơn nhiều nha. Ừ. Thôi gì hả? À, giờ anh hai về ha. Ờ, gì hả? Ừ. Ừ, gì mà, à, gì đây? Khoan, khoan. Sao? Tính gì đó nhưng mà trong bụng không cho gì. À, tại có nhiều đưa hết đây rồi. À. Giờ về xe lấy gì gì. Ý anh là... Bo lại yên sĩ đi. Ủa sao kì vậy, ta bớt anh rồi mà còn bo lại nữa anh là thông sao? Thông cảm không? Đi giờ hết rồi, đâu còn nữa đâu gì à. Mệt anh quá. Rồi có gì tôi mai mốt tôi đeo lên nước rồi đó, cái tôi lên đây tôi bán rồi, có lợi tôi lên tôi mua nữa. Rồi rồi nha. Rồi được rồi. Anh cầm 100 về xe ha. Rồi rồi. Rồi về xe đi ha. Ừ. À, nhưng rồi. Mà dặn anh nha, phải sao? Người nào mồ hôi dầu mới được nha. À. Đó, chứ mồ hôi muối mà đeo vô là mục á. Vậy đó hả? Ừ. Chết cha không, vậy là vợ chồng tôi là mồ hôi muối rồi, đeo không được. Không, cũng đâu có gì đâu khó. Không, không được. Thì anh coi trong gia đình đó. À. À, cha mẹ anh chị con cái à. Không hoặc là bà con lối xóm ai có mồ hôi dầu anh cứ nhờ người ta đeo. Ủa vậy đó hả? Ờ. Nhưng mà rồi làm sao mình làm cho nó bóng? Thì à, anh muốn làm bóng dễ lắm anh ơi. Bóng sao? Nhà anh có máy may phải không? Có. Được. Bây giờ không có gì khó hết, anh về anh đạp máy may lên. Đạp máy may lên. Đó, anh đưa cái dòng cẩm thạch vô. Anh mài. Mài. Đó, anh mài khi nào mà anh cảm thấy mà nó vừa vặn rồi đó, nó đều rồi đó. Cái bắt đầu anh mới lấy cái vỏ dừa mà khô á. Vỏ dừa khô. Đánh. Đánh lên. À, đánh cho thật kỹ lên. Đánh kỹ lên. Và tôi chỉ anh cái này là thương anh lắm tôi mới chỉ nha. Được rồi. Nhưng mà anh hứa danh dự với tôi, anh đừng bao giờ chỉ người khác nghe chưa? Thề liền. À. Tôi thề liền. Đó. Tôi là con người kín miệng lắm. À. Anh chỉ là bảo đảm tôi kín miệng, tôi hứa tôi giữ lời mà. Tôi thề, tôi mà nói cái chuyện này cho người khác nghe là sao? Anh bị bệnh gọi là cái gì, gọi là bệnh nặng đi. Đúng không? Mày đi. Anh thề khôn quá. Không chứ giờ anh không có chuyện thề cũng không quan trọng, nhưng mà anh nhớ đừng chỉ người khác thôi. Ờ rồi. Anh mài xong, mày anh xong. Lấy vỏ dừa anh đánh cho thật là bóng. Đánh thật bóng. Đánh xong rồi anh lấy cái nồi vẽ sạch á, anh lao lại bụi đi. Lao bụi. Đó, đi. Anh lấy dầu dừa. Dầu dừa. Đó cái quan trọng là cái dầu dừa, tao không ai biết vậy á. Anh đánh lên là nó bóng liền. Bà mẹ nãy giờ tưởng gì khó khăn, cái nguồn dầu dừa đánh vô là bóng mà. Trời ơi. Nhưng quan trọng vẫn là cái mồ hôi dầu anh chỉ đó. Cái đó mới quan trọng, mấy không? Nhưng mà thí dụ mình rủi đưa người khác đeo mồ hôi dầu rồi 3 tháng sau lên dầu rồi sao? Mình lấy lợi người ta trả không? Mình lấy lợi thì sao là không trả? Người ta không trả thì sao? Có gì đâu, anh cứ thương lượng với người ta. À. Thấy không? Anh thương lượng người ta mà nếu mà đúng 3 tháng sau nó lên nước rồi cái anh bán ra anh chia 5 năm. Rồi ơi quá đã. Ủa sao nó giống cha mẹ tôi quá vậy? Tự nhiên tôi bỏ vốn ra cái tự nhiên nó đeo một chút xíu vậy, nó chia 5 năm, tôi lỗ hơn nữa hả? Đâu được anh, chơi kỳ vậy? Thì không thôi thì 73. Anh bảy người ta ba có gì đâu khó mà. Ờ, thà vậy đi. Ờ. Tôi lỗ 5 năm đâu chịu. Thôi được rồi, cảm ơn anh gì nha. À thôi vậy ha anh hai. Gì kiếm người mồ hôi muối liền. Ủa quên. Mồ hôi dầu. Mồ hôi muối là mục. Rồi, nghe chưa? Lấy dầu dừa đó. Rồi, bắt tay cái coi. Ở về. Cảm ơn con nha. Gửi lời thăm chị. Rồi. Mẹ cháu gia đình mạnh giỏi. Ừ. Đây, nhà cửa em. Anh thấy rõ ràng là gì? Đó. Mà tôi về mà ba tháng đeo mà không lên nước lên trả anh nha. Chẳng những lên đây trả hả? Ừ. Em còn cho anh tiền xe về nữa. Trời ơi. Vậy là tự nhiên tôi có phước quá, tôi gặp được chứ người sao? Ngu giúp tôi. Đúng rồi. Người thương giúp đúng tôi. Thương giúp anh. Cảm ơn nhiều nha. Vậy ha. Về nha. Dạ. Chúng bánh lên nha. Rồi, lên ghé mua nữa nha. Ừ. Về nha anh ơi. Rồi nhớ ghé nha, nhà em đây nha. Ừ, trời ơi. Thoải mái. Thôi. Cẩm nha. À, được rồi. Nhét vào đây. Móc ra. Đưa cho tôi. Này có... Đưa đây. Đưa bà làm la hết hồn rồi. Tôi nói là bao nhiêu lần rồi. Tiền bạc nhà này tôi quản lý hết mà. Phải rồi. Chị ba. Tiền của hai đứa. Cái gì con xì vậy? Vậy? Ủa chứ hai đứa muốn nhiêu vậy? Ghê lắm rồi. Tôi làm việc theo giờ, giờ tôi 40 đô lận.
Thôi quên đi cưng à, mày nhìn ra trước kìa đó, người ta bán hàng buôn bán ngày đó lời không được 20-30 ngàn nữa, mày làm chảnh với tao giờ lấy không? Lấy không? Ê, 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 lấy xong lấy bà. Bà bố bà đừng kêu tôi làm nữa nghe. Thôi đi. Tao cũng không thèm kêu hai mày. Thôi tao đi. Tao cũng khác mẻ hơn nhiều. Cũng không thèm làm với đi. Bà đâu. Trời ơi, bà làm chi ủng sùm đấy rồi tụi nó ra nó la lối nữa, cái người này người kia biết mai mốt bể hết trơn hết trọi bây giờ. Bể gì tôi lo được. Của ông nè. Gì cơ? Tiền uống cà phê, trưa nay ông muốn về ăn cơm ăn, còn thôi đi ăn cơm bụi cũng được. Vậy hả? Nhiêu đây rồi hả? Thôi, thôi, một tờ thôi. Trưa nay về nhà ăn cơm, đưa nhiều đi bậy bạ đó, chứ làm cái gì? Trời ơi, thiệt mà đúng mà tôi nhiều má quá trời mà. Ông nói gì? Tôi có nói gì đâu. Nói ai má này má nọ vậy? Tôi không có nói tới bà nữa, tôi mệt bà quá rồi. Bây giờ bà đi đâu bà đi đi. Cái gì ông đuổi tôi hả? Ông coi chừng tôi á, liệu hồn ông á nha. Liệu hồn mà. Gì? Không. Gì nữa? Giờ ông muốn gì? Không có muốn cái gì hết á. Bà mẹ nó, nhà sau này cũng này nhiều má quá. Trời ơi, ông nội này hả? Không kêu ông đi thì thôi, kêu ông đi trong biệt tâm biệt tích tới giờ ông cũng không chịu về nữa. Đi đâu mà từ chiều hôm qua tới bây giờ đó. Kiểu này là chắc gặp cái đám bạn rủ nhậu quất gần câu rồi về không nổi nè. Hai nữa là thế nào cũng bị đạp bánh tán rồi rồi bị đền đó, rồi sao về được đây. Ừ, rủ ai vậy? Trời ơi, mình thôi đi, tới bây giờ mới về ông. Khoan để mừng cái đó. Ghê quá à, mới hôm qua nay mà làm thấy sợ quá. Trời ơi, đi phải lên Sài Gòn, phải đi cho biết Sài Gòn với người ta. Ừ, chứ nay ăn mặc áo. Ừ, trời ơi, thấy không, lên lên chả là nổi bật liền. Anh có mua mấy cái đồ mà em dặn anh không về dùng ở nhà? Trời ơi, mấy cái đó mua làm gì? Anh đi vô mấy chỗ bán ba đồ bậy bạ, cẩm thạch hồng xoàn rồi anh vô coi nó rẻ không, mua vài chục về xài chơi. Mà vô thấy mắc quá mà. Vô cái chỗ cẩm thạch hồng xoàn thiệt hả? Ờ, mắc hơn ba cái cam quýt ổi xoài với mình nhiều ra. Thôi đi ra. Đi ra cái tính đi vòng vòng qua chỗ khác, qua chỗ mà kinh doanh địa ốc rồi vô coi nhà chảnh rẻ không, vô mua bậy bạ vài ba cái chung cư rồi ở rồi nghỉ ngơi vậy đó. Hai ông ơi, để ông có chỗ rảnh lên xuống nghỉ ngơi. Mà thấy cũng không, hình như nó cũng không có rẻ lắm. Cuối cùng mua gì? Thì đi ra cái gặp kia nó bỏ mối em. Bỏ mối gì? Bỏ mối cẩm thạch. Thằng này nó lấy giá gốc, nó bỏ giá gốc luôn. Ủa vậy hả? Bởi vậy mai mốt em đi lên Sài Gòn là em phải đi với anh. Dạ. Anh chỉ cho em cái chỗ nào nó bán giá gốc, em vô ngay gốc em mua là rẻ nhất luôn. Là rẻ mà đẹp không? Rẻ đẹp, đẹp luôn. Có mua không? Em biết không, thường thường là nếu mà nó bán cho người ta là mắc lắm nha. Dạ. Mấy triệu á. Còn anh là nó bán hữu nghị. Nó bán anh nhiêu? Bèo luôn. Nhiêu mà bèo? 700 ngàn. Một cái. 700 ngàn mua được 5 cái một chiếc. Ừ. Mà đẹp không mà sao nó bán anh rẻ vậy? Trời, bởi vậy nói em là em coi thường chồng em quá mà. Cẩm thạch thì bỏ trong đây. Bởi vậy phải bỏ em đi chứ. Để mình cái này mình ngụy trang, em hiểu không? Chứ để ngoài ta để ý ta biết mình mua cẩm thạch, người ta ta theo dõi, ta lấy. Bởi vậy em thấy chồng em không? Bởi vậy em đừng nói thiệt, em phải nổ em. Em khó lắm á, gọi là em khó kiếm lại được một thằng chồng như anh lần thứ hai lắm. Thôi ông ơi, nổ quá đi rồi đưa coi. Cẩm nổ thạch đầu nổ, lâu lâu người ta cũng cất, người ta dục ra vài ba viên pháo đại rồi vậy thôi chứ gì nổ. Đó, không anh ngụy trang thấy không? Làm như là người ta tưởng gói sâu vậy, đâu phải đâu. Gói cẩm thạch, đó. Cẩm thạch đó. Mà gói lá chuối vậy đó. Vậy người ta mới sợ mình chứ em, ta đâu có biết mình gói gì trong này, đúng không? Nè, để lấy ra thử cho em coi, cất cái này vô đi, cất cái đó vô. Cái này rớt bể cái đó, cái hàng, hàng mẫu. À, cái này chất lượng nè, nọ thấy chưa, thấy cẩm sạch chưa, đó coi đi, thấy chưa, 700 ngàn, nó nói đeo mà chịu khó mà lên nước nha, bán là coi như là mắc lắm à, lời gần 20 triệu đó, 5 cái này lời gần 20 triệu luôn. Cái gì vậy? Ủa anh ơi, này hình như bị giả hay sao á? Bảy gì giả? Chứ cẩm thạch thiệt, em nhưng nó láng mà cái thím thím sáo mập nói là để lên mặt vậy là mát lắm á. Má mà hả? Cái này đâu có mát đâu. Trời ơi, không phải. Bị giả rồi anh ơi. Đi trời nắng để trong đó thì nó hầm, sao nó mát được? Em để ở trong nước đá nó mới mát, hiểu không? Mà không phải, cái kiểu em thử cẩm thạch là xưa rồi. Bây giờ ta thử cẩm thạch, ta thử hiện đại không à. Sao? Thằng này nói là cái này cẩm thạch là anh mua là hên nha. Dạ. Cẩm thạch này ta vừa lấy là ra là ta đưa qua mình liền, giống như là nguyên thủy trong lò đó. Chưa có bào chế rồi pha nấu gì hết trơn, nó đưa cho mình. Mà em thấy nó nhắm xào mà. Nhắm xàm cái gì? Bà không có biết coi cẩm thạch, nó nói phải chịu khó. Không phải tự nhiên có sẵn, thấy không? Ta nói muốn ăn lăn vô bếp. À, phải chịu khó đem về mài. Thấy không? Mài cho nó bóng. À, nó không bóng á là bắt đầu lấy bằng máy mài đạp 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 mài cũng không bóng nữa đó, lấy dầu dừa xức vô
sức vô, sức vô là nó mới bóng không. Còn nếu mà được nữa đó, có điều kiện đó, kiếm mấy người mà có cái mồ hôi dầu á, cho người ta đeo giùm là bảo đảm lên nước bán có lời như chơi luôn. Lúc đó hai vợ chồng mình khỏi làm ruộng nữa. Cứ ngồi chờ cẩm thạch lên nước là hốt bạc. Ủa sao vợ chồng mình không đeo, phải kiếm mấy người có mồ hôi dầu đeo? Tại vì vợ chồng mình đâu phải mồ hôi dầu đâu, vợ chồng mình không có mồ hôi muối. Đeo vô là nó mục luôn á. Mục luôn hả? Muối nó kỵ, cẩm thạch nó kỵ muối, nó khoái dầu à, hiểu không? À vậy hả? Ừ, bây giờ em coi ở đây sớm mình có ai có mồ hôi dầu không, nhờ đeo giùm coi. Đeo giùm. Ủa sao mà vô duyên vậy, mình mua mình không đeo, mình đưa người ta đeo tự nhiên bỏ tiền ra là công không vậy? Trời ơi, nhưng mà cái này giống như là mình giống như tôi gửi vậy đó, giống như là quà nó gửi giống rồi còn tôi hú tấm hấp dùng vậy. Vậy đó. À vậy hả? Mồ hôi dầu. Mồ hôi dầu, để em suy nghĩ coi có ai không, coi trong dòng họ mình có ai có mồ hôi dầu không? Có không? Má em đâu có mồ hôi dầu. Chứ giờ ai? Bà cố. Bà cố đi. Ờ đúng rồi. Đưa bà cố đeo đi. Ủa bà cố chết rồi. Không để giờ gửi xuống dưới nhờ má đeo giùm, không được. Không được. Kiếm người khác đi. Giờ ai? Coi chị Bảy cái bên của không được, không có. Mà ai ta? Anh nghĩ coi ai. À, anh nhớ rồi. Ai? Chị Sáu Nhỏ. Chị Sáu Nhỏ. Trời ơi, bà đó mồ hôi dầu đó, đúng rồi. Bà đó là mồ hôi dầu chắc rồi phải không? Chắc luôn. Chị Sáu Nhỏ mồ hôi dầu. Mà nếu mà thí dụ mà bà không có mồ hôi dầu phải không? Mà mồ hôi bà ít dầu cái gì? Anh mua dầu cho bà uống. Trời ơi, mà cái này đeo chừng nào mới lên nước? Trời ơi, thì đưa qua cho bà chị Sáu Nhỏ đó. Chị có mồ hôi dầu chị đeo vô rồi lên nước chứ có gì đâu. Mà bà nếu mà có mà dầu ít như vậy thì giờ đừng cho bà ăn cơm, cho bà ăn dầu đi. Bà là sáng ăn dầu, trưa ăn dầu, tối ăn dầu, giống như ăn uống dầu thay cơm vậy đó. Vậy đó. Ừ vậy, thì bà có mồ hôi dầu là thì lên nước nó mà nó tươm ra cái dầu nó mới vô đây đó. Ừ, là nó lên nước. Mà ví dụ mà ăn cho đã xong rồi tự nhiên không lên nước nữa thì sao? Sao không lên nước? Thì không lên nước 3 năm nó không lên thì 6 năm lên. 6 năm không lên thì 9 năm. Thôi ông ơi, 12 năm, 15 năm, nhiêu cũng được. Miễn là quan trọng mình có đủ sức mình chờ nổi không? Mình chờ nó lên nước á. Nếu chờ không nổi thì thôi, trả. Ông nhảm, ông ơi, cái này tôi thấy 30 năm còn chưa lên nước nữa. Ở đó mà trả, kiểu đó lúc đó ông lên bàn thờ, ông ngồi với trả gì? Trời ơi, lên cái gì mà lên. Bây giờ nếu bà không tin phải không? Bà không tin thì thôi, tôi đem trả. Trời, tôi biết nhà, biết cửa. Biết nhà không? Sao không biết? Bởi vậy bà tối ngày ở nhà bà không biết được cái chuyện đại sự của đàn ông là vậy. Bởi vậy tôi đi lên trả lời sao? Tại sao tôi phải đi để bà ở nhà là vậy? Bà đâu có làm ăn giải quyết được cái gì đâu, đúng không? Tôi biết, bà biết không? Tôi lên trên nhà nói nha. Nhà thằng này giàu lắm à. Trời ơi, nó có nguyên một cửa hàng bán cẩm thạch, trời ơi, lớn rồi lớn. Vô hả, khách vô nườm nướp luôn. Vô mình dành mua thấy thương luôn vậy đó. Vậy hả? Trời ơi, nói chung là tại vì đáng lẽ hết rồi đó. Nhưng mà nhà ở nhìn tôi làm như nó có cảm tình. Là như thấy tôi đẹp hay sao á. Ôi ông ơi. Nó kết mua gen. Có đầu nó bán, nó để tôi á là 5 cái đó. Chúng tôi là hết á, trời tôi ra mua vô quá trời luôn. Thôi giờ vậy đi. Tôi vô tôi nấu cơm ông ăn đi, rồi ông ngồi ngoài này ông chịu khó ông lấy vỏ dừa, ông lấy cái gì đó ông chà cho nó láng đi rồi đem qua nhờ bán lượt. Ông qua năn nỉ bà, không? Vậy phải không? Được không? Có nghĩa không tin tưởng vậy. Ừ. Rồi bà vô nấu cơm đi, ở ngoài tôi làm cho bà coi. Không vậy đi. Trời. Để mình ông đi qua bển ai biết gì. Mệt ghê. Chị Sáu Nhỏ nhà dạ. Chào ô chị kìa. Sáu. Hai sao? Chồng ấy đi đâu vậy? Dạ qua qua trả sao? Tiền chị phải không? Dạ không có cái vụ tiền năm sau trả. Dạ vậy hả? Dạ tại vì tiền em đầu tư cái chuyện khác đó rồi. Chuyện khác rồi. Dạ. Qua đây làm chi đây? Dạ hả? Trước thăm chị Sáu. Ừ. Lúc này Sáu trắng trẻo quá. Dạ. Có tấm trắng không? Không có. Anh trời, cái tay chị Sáu đẹp quá. Đeo đeo cái chiếc nhẫn này nè. Cái này ta gọi là gì? Màu bí nè. Màu bí cái gì của nhỏ này quê mùa màu ngọc bích. Ngọc bích. Trời ơi, chị đeo mình nó lên nước tới nỗi vậy đó cưng. Đẹp. Lên nước. Hai chồng trời ơi, không nhận dạ. Bởi vậy em biết, em nghe đồn là trong xóm mình là có mình chị Sáu là có mồ hôi dầu. Đeo gì lên nước hết. Ừ, đeo cái gì đó cũng lướt. Chị Sáu giúp em ha. Có gì
giúp gì này đẹp quá ha. Trời, cái gì đẹp cưng trời, con nhỏ này sao mà nó ở dưới quê, nó quê mùa thấy sợ luôn. À cái hộp son phấn người ta mà cái gì đâu mà đẹp. Có gì đâu để nhờ. Cưng sao ý cưng nướng sao dạ em mượn tiền á thì chị hết tiền cho mượn rồi nghe. Không có chị Sáu, mục đích em qua đây là ngồi xuống đây nói chuyện đi. Dạ vậy nè, dạ giấu gì chị Sáu, tôi nói luôn đi, ông cứ gặp cứ cà rỡn cà ra hoài mệt quá. Nhỏ nhẹ thôi cứ làm gì mà lớn quá chị hết hồn. Em giận quá em mới la lớn vậy, nói Sáu em phải nói nhỏ chứ dạ vậy. Đúng rồi. Vợ chồng em có mua 5 chiếc cẩm thạch. 5 chiếc cẩm thạch? Dạ, mà nói là cẩm thạch này mồ hôi dầu đeo nó mới mau lên nước. Đúng. Dạ, tại vì vợ chồng em mồ hôi muối đeo nó bị mục. Dạ. Anh em qua nhờ. Qua đây tặng chị hả? Dạ đâu có, nhờ Sáu đeo giùm cho mau lên nước á. Dạ biết chị Sáu rảnh ở không, có gì làm dạ thôi đeo giùm em mấy vòng đi. Dạ nhẹ nhẹ bể. Dạ. Thằng này nó nhờ chị mới chịu chứ còn cưng á. Em biết mà chị. Có cửa đâu. Dạ. Ừ. Coi chừng tuột mất cái nhẫn chị. Đồ quỷ à. Ờ, cưng mua này ở đâu vậy cưng? Dạ Sài Gòn. Dạ mua Sài Gòn hả? Dạ dạ. Trời cái này chắc đeo người ta nói là đeo lên nước á. Lên nước đẹp lắm, lên nước là y như cái màu bí. Gỡ gỡ gì chị Sáu đeo em. Sao giống giả quá vậy? Trời ơi chị vậy? Dạ xin lỗi. Hết hồn mà cưng. Trời ơi. Sao quên. Yếu tim là. Yếu tim mà cũng la gì mà. Chị nói giả cái em toán em từ sợ là anh bị gạt á. Thiệt á. Thiệt hả cưng? Dạ 700 ngàn một chiếc á. 700 ngàn một chiếc? Dạ. Trời ơi. Mua ngay lò luôn. Vậy đó hả? Dạ. Giống như bánh mì vậy đó. Mua ngay lò ăn mới ngon. Quỷ dễ thương. Dạ. Đó nhờ chị Sáu đeo giùm. Nếu mà chị Sáu không đủ dầu em có đem theo 2 lít dầu. Không chai dầu còn dư. Dạ. Đủ nhưng đủ. Mà cho chị thì chị lấy. À vậy hả? Dạ không vậy thì thôi khỏi đi. Tưởng chị thiếu thì em gửi. Không, dạ. Chị dư thì dạ. Được cho thì chị lấy. Chị Sáu cứ đeo giùm em nha, khoảng chừng 3 tháng sau hôm qua em lấy. Ha. Ba, ủa có lấy lại nữa hả? Dạ lấy chứ. Dạ cho gửi. Rồi em lấy lại chứ. À, đeo, gửi đeo, gửi. Đeo đeo giùm em này gửi. Này giống như thân chùm gửi vậy đó. Gửi thời gian cho lấy lợi. Dạ thôi hai quỷ cũng dễ thương. Dạ. Thôi chị đeo giùm cho. Dạ nhưng mà nhớ chị Sáu đeo đừng để mẹ chị Sáu. Mẹ mất giá trị em tội nghiệp em. Dạ. Trời chị đeo trên tay chứ có gì đâu mẹ. Chị đâu có làm ăn công lớn xuống gì đâu mẹ. Cảm ơn chị Sáu nhiều ạ. Mà Sáu đeo Sáu không ngủ Sáu nhẹ nhẹ Sáu để gói chứ Sáu đừng có quơ đập nó. Dạ. Mẹ rồi. Bảy tiền không ạ? 721 thành mấy triệu chiếc không đó. Dạ. Mấy triệu chiếc hả? Dạ dạ. Sáu bể ủa nhẹ. Vậy gửi này làm tin đi được không? Thôi được rồi cảm ơn cưng. Quỷ là dễ thương thấy sợ luôn. Nựng nựng Sáu có gì Sáu nựng chơi với các em út con cháu. Dạ thôi dạ. Ủa vậy. Cảm ơn chị Sáu nhiều. Dạ thôi giờ xin phép chị Sáu em về. Mà thôi giờ em cũng lỡ đem qua rồi đem về kỳ thôi. Sao nhận nghe cho vợ chồng em vui. Uống luôn đi dạ. Có dầu. Nhớ lên nước rồi trả em nha. Dạ. Nhớ nghe. Qua nghe chị Sáu. Mốt qua nhà Sáu chơi điều điều. Dạ em qua điều tại cái đó còn đây là còn em. Dạ không sao đâu. Trời ơi con nhỏ này nó lớn tiếng lớn họng nó sợ luôn à. Đây là có em ạ. Ờ thôi đi đi bà. Quỷ sứ. Sáu nó bếp mà trời quỷ à bộ thích ta hay gì mà làm cái gì chỗ nào cũng gình ta trơn vậy đâu, đâu có qua đứng coi mấy cái vòng của mình lên nước chưa công nhận Sáu cũng người phụ nữ đảm đang quá ha thôi tự nhiên nấu tiếp ha Sáu ha mình gì nào rảnh ghé ha gì Sáu ha ôi gì thì gì đó hả gì à trời ơi nè tôi quỷ à nhìn ta vậy chút cái về à ngủ ngon quá công nhận Sáu ngủ mặt Sáu đẹp ghê á giống như thiên thần vậy á nhớ Sáu quá không biết làm gì canh Sáu ngủ qua thôi không miếng gì ha trời gì ngủ hay mơ hay tỉnh vậy tự nhiên hôn miếng về trời đẹp quá chắc ngủ tiếp luôn quá hôn mình miếng về quý.
Ô kìa anh như cô thăm con bác năm ở xa mới về, dáng người trong sao xinh quá, trong những ngỡ đám trai làng ta. Mới ngày nào tung tăng khắp miền, mới ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô thăm xinh như nàng tiên. Sao bình tĩnh, đừng run rẩy sao? Hiểu làm sao? Đi đâu vậy? Qua coi mấy cái vọng lên nước chưa? Chứ không phải coi sao đang ở trong nước. Sao tự nhiên phải không? Tự nhiên làm người ta hết hồn à. Sao cái việc tự nhiên vậy? Đi đâu vậy? Về sao ơi? Xong vô coi sao tắm nè. Thôi, nó chỉ 500. Kìa, chặt lên nước rồi, Hát, trời ơi, quỷ, làm sao hết hồn à. Ủa, sao tính toán gì sao? Tính tiền của mấy đứa nhỏ nó còn thiếu sáu đó, để sao trả lại cho sáu chứ. Tính gì? Sao tính chi chứ, sao nó cũng vượt hết rồi, tính làm gì? Quỷ, nói bậy nó bạ. Trời, chị sáu chứ, chị sáu kêu em qua đây chi? Lên nước phải không? Nó lên nước không? Lên sao? Lên ông nội tôi chứ lên. Ủa sao vậy? Trời đất ơi, ba cái dòng dỗm mà lên cái gì? Ủa gì sao kêu em qua đây chi? Sao kêu qua đây là trả lời cho em. Mệt mỏi quá à. Đeo có mấy cái vòng mà cứ ăn của miên, ngủ của miên nữa, mệt. Sao mệt lắm. Thôi trả lời nè. Vậy trả thiệt hả? Trời ơi nè, ba cái vòng này mà từ đầu tiên á, sao biết là giả rồi. Nhưng mà sao không muốn nói, nể nơi em lắm, sao mới đeo cho em. Chứ còn sao đeo mệt mỏi lắm thôi. Không, cái này em biết rồi. Em biết không, tại sao cái vòng của em nó không có lên nước rồi. Sao? Mồ hôi dầu dỗm rồi. Dỗm cái ba cái chất phụ gia gì vô nè, thành ra nó không đủ cái dầu để mà nó lên. Ôi nước. Ông nội, ông sao cái miệng mà lanh quá à. Trời đất ơi, mồ hôi mà cũng có dỗm mày thiệt. Bây tôi nói cho ông nghe, này là dỗm. Dỗm hay chăng là cái vòng của ông đó. Thiệt hay sao? Ừ, nó không có thiệt đâu, đeo hoài cũng không có lên. Được 30 năm cũng không có lên nữa, thôi cưng đem về bà đi. Bà mẹ nó gạt tôi thấy không? Nó gạt tôi bà thấy không? Trời ơi, tôi nói với ông từ đầu rồi mà ông không chịu nghe. Thì sao em? Mười trí đó giờ chưa bao giờ bị ai gạt. Em gạt tao, ông gạt thôi. Kìa em bị gạt. Tức em bị gạt rồi hả? Tức quá. Trời ơi. Từ đầu gì sao biết rồi. Giờ em phải lên. Sao không nói em? Nói gì? Sao ác lắm. Đeo chi mất thời gian của em à. Giờ em phải lên chỗ em trả nó mới được. Mà biết nhà cửa đó không? Biết chứ chị sao? Biết hả? Biết mới dám. Đi liền. Đi liền. Lên lấy tiền lại. Đi. Đi chờ chờ gì đi cơ. Phải chị sao? Em thiếu chị sao nhiêu vậy? 800. Cho mượn 200 đi. Chú gì sao cười? Giỡn hoài. Không thiệt á. Sao có tiền? Dốc con thì sao? Cho em mượn đi 200 nữa cho chẳng chịu, em lên chở em lấy tiền xe. Trời ơi, nhiều vốn đầu tư vô này hết tiền. Sao cứ mượn tiền sao hoài vậy? Dạ, tại vì đây là cái sao là cái kho tiền mà. Mượn mà không có thấy view lại. Dạ, dạ. Không, kỳ này em lên chở em lấy được tiền là em sẽ view lại cho view lại nha. Dạ. Nghe lời sáu đi, dạ. Đừng có tin tưởng ai hết trơn á. Dạ, về nhà làm ăn ruộng giường mình chắc ăn hơn. Dạ, dạ. Khỏi phải lo gì hết trơn á. Thôi có 200 mà dạy đời quá, cho mượn đi chị sao? Không phải sao nói vậy chứ. Nhớ trả nghe. Dạ. Sao yên tâm. Đừng mà sao nhột. Trời, để dùng nam nhân kế chứ tôi lấy tiền bà 200 ngàn. Cực. Thôi để sao móc cái sao nhột đó. Dạ vậy hả. Thôi, em cũng khó chịu lắm nha, em cũng phải làm thôi. Dạ. Quỷ nhớ trả lại cho sáu nghe. Dạ. 1. Trời ơi. Đếm kỹ vậy sao? 3, 4, 3, 2, 1. Dạ 200 thôi sáu. 200 đủ rồi. Thì sáu điểm 200 thôi chứ đâu có sáu điểm dư. Dư sao bỏ vô mà. Trời lên, lên xuống nhỏ này sao nó lanh quá à. Dạ. Vợ mày nè, nhớ trả lại cho sáu nha. Dạ. Nhớ đóng tiền lời sao. Dạ nha. Nhớ. Đi nhớ về sớm nha. Dạ. Đừng sao đi luôn nghe sáu buồn lắm á. Dạ. Sáu. Dạ. Dạ cảm ơn sáu nha. Mượn tiền sao mà đứt từng đạn ruột. Ừ, xin cảm ơn nha cô. Dạ. Quỷ à, cứ mượn tiền biết rồi. Đi ghi vô 200 nữa là 1 triệu. Tiền lời 100 ngàn. Gán về sớm nha cưng. Đây rồi. Nhà này chứ không đâu á. Đúng rồi. Nhà này bán Cẩm Thành nè. Chủ nhà ơi. Chủ bán Cẩm Thành ơi. Chủ. Chủ ơi. Chủ ơi. Bán Cẩm Thành ơi. Chủ ơi. Bán Cẩm Thành. Chủ bán Cẩm Thành ơi. Trời đất ơi. Hả? Điên á, tự nhiên bấm chuông nhà ta ầm ầm nè. Anh cho hỏi thăm đâu rồi anh. Cái gì? Cái thằng cha bán Cẩm Thạch đâu rồi? Cẩm Thạch gì, nhà người ta ở Cẩm Thạch gì? Đâu có, 3 tháng trước tôi lên đây tôi mua Cẩm Thạch là có cái hai vợ chồng mập đắp đinh á. Đâu rồi? Đầu đinh á hả? Đầu đinh á. Có mướn nhà mà mới trả nhà hôm qua đi rồi. Ủa? Ừ. Sao nó trả chủ mà giờ mướn nhà hả?
chủ về nhà tôi với chủ gì. Ủa anh Vũ hả? Ờ. Cái mướn hả? Ừ. Anh hỏi thăm anh biết người hàng chợ bán cơm thạch cho dọn đi đâu không? Trời đất ơi, người ta mướn nhà tôi biết người ta ở đâu. Đi rồi, dọn đi rồi. Anh thông cảm nỗi khổ tôi bị gạt anh ơi. Chợ bán cơm thạch, chợ bán đồ giả nè. Bên chợ bán tôi hết ba chai xung mấy, ba chai sáu á. Nó bán đồ giả đó, đi lên công an phường á, thưa nó. Ừ, nha. Tôi không có biết cái gì đó, không dính líu gì ở đây hết á. Nhưng mà đi anh bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Trời ơi, vậy tôi bị gạt rồi. Vậy tôi về chứ hết về rồi, sợ tôi chết rồi. Thái Sáu thông cảm giùm em đi Sáu. Thông cảm gì, bay thấy Sáu không thương hai vợ chồng bay không hết. Nói một tiếng là cho mượn tiền liền. Cứ bay cứ mấy tháng trời không thấy đâu hết trơn, chúng bị tâm bị tích. Ông tao chút xíu ảnh về tới rồi có gì là thanh toán với Sáu. Sáu nói một chút xíu đó về là phải thanh toán với Sáu liền. Dạ Sáu rồi chờ đợi lâu quá. Dạ rồi. Biết rồi, nãy giờ Sáu ngồi đây Sáu cũng nôn nóng lắm mà sao không sao thấy cũng ảnh về chứ, phải biết Sáu gì chứ. Kìa ai ảnh về kìa, nhanh lên đi Sáu, chờ nãy giờ nè. Trời ơi quỷ. Trời ơi sao cái gì rồi? Mà xui lơ gì cưng? Sao rồi, có lấy được không ông? Trời ơi, chắc được rồi, sao anh cười là được không? Được, chắc chắn được, nó cười kìa. Sao nó trả lại anh nhiêu? Thiếu nhiêu hả? À? 1.4 triệu. 1.4 triệu? Ừ, trả anh luôn. Ủa, sao gì, không gì là sao? Nó dọn nhà chỗ khác rồi, nhà nó mướn. Nó mướn chưa? Tao nói dạo rồi mà. Ba cái này đồ giả phải không? Giả. Trời ơi, đó. Nó vậy rồi vốn liếng cái bầy heo tôi đưa ông bao nhiêu tiền rồi ông xách đi rồi. Theo dân gian ta nói nó bốc hơi á. Em ra rồi. Trời cứu cái gì nữa, chở bay nó xỉu kìa. Trời ơi, nó vậy nó xỉu rồi hả? Trời ơi, sao ơi. Giờ em bây giờ giải quyết sao đi sao? Tỉnh dậy đi cứng, tỉnh dậy đi. Trời ơi. Vậy giờ ơi. Sao? Rồi. Chỉ còn 200 ngàn của Sáu sao? Chờ nó lên nước đi. Chờ nó lên nước. Trời ơi, vợ ơi. Đừng làm anh sợ. Không mất đâu. Sao có cách sao gỡ? Sao? Chờ nó lên nước hả? Bởi vì tội nghiệp đi về khuya lắm. Chờ lên nước hả? Tao gỡ là 200 ngàn đó.